52 năm binh nghiệp. Hồi ký. Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc. Giọng đọc: Hải Yến. Số 3. Bây giờ nói về nhiệm vụ của tôi ở tổ nguội. Lúc đầu các anh phân công tôi quạt lò để đổ đầu lựu đạn, thủ pháo và các loại quả nổ, phục vụ cho người đổ là anh Sử. Anh Sử quê Phú Lâm, huyện Phú Tân, người ít nói nhưng dễ tính. Anh rất nhát gan, chỉ sống cùng anh một thời gian tôi phát hiện được, nhưng tôi thương anh và hứa sẽ không lộ thông tin về anh. Khi tham gia kháng chiến, anh khai rằng anh bị điếc từ nhỏ nên xin được ở cơ quan phục vụ. Tổ chức đã bố trí anh về công trường huyện Tân Châu, An Phú, và cơ quan bố trí anh về tổ nguội làm thợ đúc đầu lựu đạn, thủ pháo và các loại trái nổ khác, một công việc đơn giản nhàn rỗi hơn các bộ phận khác. Và anh tiến hành màn kịch giả điếc, cơ quan đơn vị gọi anh là Sử Điếc. Một hôm tôi cùng anh đi giăng câu bắt cá, khi có tiếng động cơ máy bay, anh lủi ngay vào đám sậy trước tôi. Tôi thắc mắc: "Anh điếc, sao anh nghe tiếng máy bay trước tôi vậy?" "Tao nhìn thấy nó trước," anh trả lời. Lần sau tôi cùng anh đi giăng lưới mùa nước nổi, đang bủa lưới thì có tiếng đề pa của pháo 105. Anh lập tức phóng khỏi xuồng xuống nước trước tôi. Tôi hỏi, anh bảo là linh tính. Tôi bắt đầu nghi ngờ anh, và lần sau tôi gõ nhẹ cây dầm vào be xuồng, nói nhỏ: "Pháo bắn." Anh lập tức vọt khỏi xuồng, lao xuống nước. Lần này anh không thể giấu tôi được, anh tâm sự: "Ở gia đình sợ bị bắt đi lính, phản lại dân tộc, dòng họ, rồi sẽ chết nhục nhã, thành tên tay sai bán nước, nên nghe lời gia đình theo cách mạng vào vùng kháng chiến. Nhưng anh rất sợ chết, vì chơi dao cũng có ngày đứt tay, nên anh giả điếc để không phải ra đơn vị chiến đấu." "Sao anh không báo thật với tổ chức?" tôi hỏi. "Nhục lắm em," anh trả lời và nói thêm: "Mày không thấy sao? Ở cơ quan mình đa số chị em nữ, còn nam giới thương tích đầy mình, không còn sức khỏe chiến đấu, người ta mới về cơ quan. Còn anh lành lặn thế này mà xin ở cơ quan thì còn mặt mũi nào nữa?" Anh nói tôi mới vỡ lẽ. Các anh nam ở cơ quan gồm các anh cụt một chân và hai chân, hỏng một mắt, cụt tay, gãy chân, bể be sườn. Anh năn nỉ tôi đừng để lộ thông tin về anh, nếu không anh sẽ đào ngũ. Tôi nói: "Tôi sẽ giữ kín chuyện này, nhưng anh cũng phải hứa với tôi là không đào ngũ, không được làm giải phóng mùa. Nếu anh làm giải phóng mùa, tôi sẽ khai ra hết." Và tôi giữ đúng lời hứa. Đến khi miền Nam được giải phóng và mãi sau chiến tranh biên giới Tây Nam, tôi mới nói chuyện về anh. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế Campuchia cũng có nhiều trường hợp như thế. Có anh giả điếc, có anh giả cận thị, nghĩ cũng tức cười. Trở lại phần việc của tôi là ngồi quạt lửa bể đúc đầu lựu đạn. Cái lò giống như lò nấu ăn dã chiến, đào lõm xuống đất khoảng 15 cm, kê ba cục đá hình tam giác, mỗi cục từ khoảng 10 đến 15 cm. Lò đốt bằng than đước, còn mẻ nấu gần giống như cái chảo chiên cá làm bằng gang. Và bên trong lòng chảo đắp một lớp đất sét dày khoảng 2 đến 3 cm. Quạt bên trong có 4 cái quạt, bên ngoài bao bọc bởi một lớp tôn dày khoảng 3 ly. Bên hông của quạt có cần quay, phía trước người ta lắp ống hình tròn rộng khoảng 4 cm, dài khoảng 30 cm, để gió lùa ra hướng đó, hướng quạt lò. Quạt hình tròn
30 x 30 cm, độ dày khoảng 15 cm, chứa cánh quạt bên trong. Vật liệu nấu đúc lựu đạn, thủ pháo là các loại trái nổ bằng chì, chì đun mau chảy khoảng 200 đến 250 độ C. Khuôn đúc làm bằng thép, hình khối vuông có hai mảnh, gần giống như khuôn làm bánh kẹp, có cán dài khoảng 3 cm, bên trong hai mảnh thép ép lại là rỗng với mô hình lựu đạn, từ 2 đến 3 khuôn kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Khi bắt đầu nấu, tôi nhóm lò, cố định quạt vào lò, bắt bể lên lò, bẻ chì miếng ra, bỏ vào bể, quạt lửa cho đến khi chì chảy ra thành thể lỏng, thì gọi anh Sử đến đổ. Công đoạn đúc cũng đơn giản, dùng giá chuyên dụng, múc các xỉ chì, bỏ đổ, làm cho sạch chì, kiểm tra khuôn đúc, rồi đóng khuôn lại. Xỏ cọng que kim loại xuyên qua khung, tạo cái lỗ để sau lắp chốt an toàn cho quả lựu đạn. Dùng giá chuyên dụng, múc chì trong bể đổ vào khuôn. Khoảng 2 phút thì rút cây kim loại ra, mở khuôn lấy đầu lựu đạn, thủ pháo và các quả nổ ra. Sau khi đúc đầu lựu đạn hết ngày thì kiểm tra và chuyển số thành phẩm cho bộ phận khác xử lý các công đoạn tiếp. Mỗi ngày tôi và anh Sử đổ được 70 đến 80 đầu lựu đạn thủ pháo và phải nấu từ 7 đến 8 mẻ chì. Mỗi mẻ chì đổ đúc được khoảng 10 lựu đạn thủ pháo. Những ngày đầu quạt lò tôi rất mệt vì chưa quen. Anh Sử thì liên tục sai tôi làm những việc linh tinh khác như lấy nước uống, lấy thêm than, lấy khoai, bắp để nướng ăn. Một đứa trẻ 10 tuổi mà lao động gần 10 giờ một ngày là quá sức. Nhưng mỗi tuần chỉ đúc 1-2 ngày thôi, theo kế hoạch. Tôi chịu đựng và quyết tâm học nghề để trở thành người thợ. Chừng 4 tháng sau, tôi bắt đầu xin anh Sử cho tôi đổ thử. Anh cho tôi tập đổ lần sau cùng của từng bể. Thế là tôi làm rất tốt. Và sau đó hai anh em thay nhau đổ đầu lựu đạn thủ pháo. Việc làm đầu tiên của tôi khi đi theo kháng chiến là như thế. Năm 2005, lúc tôi là sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh 330, khi kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới thì xảy ra mất an toàn trong khi ném lựu đạn thật. Rất may là anh em làm tốt công tác bảo đảm an toàn nên không xảy ra thương vong. Đồng chí Trung tướng Phạm Tuân, anh hùng lực lượng vũ trang, trên cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đã dẫn đoàn cán bộ chuyên môn vào sư đoàn kiểm tra, tìm nguyên nhân. Và sau đó, tôi có tâm sự riêng với anh. Cách đây gần 40 năm, năm 1966, tôi ở công trường huyện sản xuất lựu đạn bằng thủ công. Việc nổ cướp trên tay bộ đội có đôi ba lần xảy ra. Còn bây giờ, với nền công nghiệp hiện đại mà để xảy ra mất an toàn do lỗi kỹ thuật sản xuất là không chấp nhận được. Anh rất đồng tình với tôi điều đó. Năm 1967, quân đội Sài Gòn thiết lập thêm hai trận địa pháo binh mới nữa. Đó là trận địa pháo 105 Đồn Cô Kỳ, nằm bờ Tây Sông Hậu, gần Ủy ban Nhân dân xã Quốc Thái, huyện An Phú hiện nay, cách căn cứ B1 khoảng 3 km đường thẳng. Trận địa thứ hai ở bến nước pháo 105, bờ Tây Sông Tiền, An Giang, nằm ở xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu hiện nay và cách căn cứ B1 khoảng 5 đến 6 km đường thẳng. Hai trận địa pháo binh này chi viện và bắn phá vào căn cứ B1, B3, B2 của chúng ta từ Tân Châu qua An Phú, kết hợp với căn cứ pháo binh ở An Phú, kênh Thầy Ban. Vì vậy mà hàng ngày chúng bắn rất thường xuyên vào căn cứ B1. Tôi sợ nhất là khi chúng bắn vào ban đêm, đặc biệt là mùa nước nổi. Mùa nước nổi ta phải làm công sự nổi. Công sự nổi thường làm hình chữ Z, nhưng rộng hơn nhiều so với mùa khô ta đào dưới đất và phải làm 2-3 tầng. Để khi nước dâng cao
ngập tầng dưới thì ta lên tầng trên ẩn nấp. Thường công sự nổi cao từ 3 đến 4 mét, công sức rất lớn và cực nhọc. Ban đầu ta đóng cọc hình chữ nhật và cọc cửa nối vào hầm chữ nhật nên nối nó thành hình chữ Z, nhưng thân hầm bên trong to, không chữ nhật. Đóng xong chu vi vòng ngoài thì đóng thêm vòng trong. Vòng ngoài cách vòng trong 50 đến 60 cm. Sau đó dùng sậy phơi khô đập dập rồi bện thành liếp, giống như đan mê bồ hay thuyền thúng. Đem từng miếng đan làm vách kê sát mép trong hàng cọc ngoài và mép ngoài hàng cột trong. Sau đó đổ đất vào làm tường, độ cao khoảng 1m3 đến 1m4, rồi lại bắc sàn. Mỗi công sự thường có một trệt hai sàn. Trên nóc hầm nổi lót gỗ, đổ đất lên làm nắp, dày từ 50 đến 60 cm. Làm hầm nổi mùa nước nổi giống như cất nhà tầng một trệt và một hoặc hai tầng lầu. Tường đất dày 50 đến 60 cm. Mỗi hầm ẩn nấp từ 6 đến 8 người. Nói về hầm nổi, tôi không thể nào quên được kỷ niệm ngồi chung với rắn. Khi nước nổi, rắn từ thượng nguồn và các rừng cây gò đống bị ngập nước, trôi dạt vào những nơi còn khô ráo. Lũ chuột cũng vậy. Thoạt đầu, chuột vào công sự nổi, tá túc, rồi moi đất làm hang theo hình công sự nổi. Sau đó đến rắn tấp vào để tránh nước lũ và sẵn thức ăn là chuột. Thế là rắn vừa ăn chuột vừa chiếm hang chuột làm nhà mình luôn. Khi pháo bắn vào đêm, anh chị em trèo vào hầm nổi. Cứ dứt đợt pháo nổ, lại nghe trong vách hầm có tiếng thổi phì phì. Mọi người thấy lạ, bèn bật lửa và đèn pin ra soi. Thật khủng khiếp, toàn là rắn nằm trong đất theo vách hầm. 4-5 con quấn lại với nhau từng lỗ hổng của vách hầm. Đủ các loại rắn. Rắn hổ mang, rắn mái gầm, rắn hổ hành, rắn chun. Mỗi loại làm tổ theo từng vách hầm. Còn rắn hổ ngựa và rắn gáo thì ở trên nóc hầm. Các chị kêu thất thanh, được một số anh trấn an rằng: ta cứ ngồi yên không động đến nó thì nó sẽ không cắn ta. Hãy giữ im lặng để còn nghe tiếng pháo nổ và cấp cứu các hầm khác khi gặp nguy hiểm. Mọi người cũng hiểu là phải chịu đựng ngồi ẩn nấp chung với rắn thôi, vì ở bên ngoài pháo địch đang bắn. Khi pháo nổ gần thì bầy rắn mới vặn mình và phun hơi phì phì. Có lẽ là do âm thanh tiếng nổ lớn và sóng âm thanh làm cho nó có phản ứng. Bởi vì sau tiếng nổ của pháo chừng 30 giây là nó nằm im, và khi có pháo nổ gần nó lại vặn mình và phun hơi khí. Mình ngồi trong hầm vừa sợ pháo lại vừa sợ rắn. Không biết nó tuôn ra khỏi vách hầm lao vào chúng tôi lúc nào. Pháo hết bắn, anh tổ trưởng phân công anh Năm Nghĩa, anh Cương cùng tôi ở lại kiểm tra hầm. Số còn lại lần lượt ra khỏi hầm theo cầu khỉ về lán trại mình. Ba anh em tôi kiểm tra hầm nổi, phát hiện ra mỗi vách hầm nổi lên từ 5 đến 6 hang. Mỗi hang quấn cuộn khoảng 5-6 con rắn. Trên nóc hầm cũng thế, nhưng còn thêm nhiều con nằm trên kèo, đòn tay, nắp hầm. Sơ bộ tính khoảng 8-90 con rắn các loại nằm trong vách hầm ẩn nấp nổi. Pháo địch bắn ban ngày thường xuyên hơn, ban đêm thỉnh thoảng một tuần một lần. Mà pháo bắn ban ngày hầu như anh chị em đều nhảy xuống nước nấp, ít khi vào công sự nổi. Vì vậy mà rắn vào các hầm quá nhiều và ở lâu chúng tôi không biết. Cũng có thể ở các hầm nổi có một số rắn cái mà thời điểm giao hợp của rắn thì rắn tiết ra mùi đặc trưng. Từ đó bọn rắn đực nhanh chóng lao đến. Kế hoạch bắt rắn trong hầm ẩn nổi được bàn luận rất căng, và cuối cùng đi đến quyết định là chỉ đuổi nó đi và không bắt nó để ăn, vì sẽ phải đào bới bung hầm ra. Giữa mùa nước nổi thì không khắc phục được, và khi pháo bắn lấy nơi nào ẩn nấp. Thế là các anh dùng thuốc TNT vào hầm nổi đốt.
Khói TNT cay buộc lũ rắn bỏ đi hết. Ở căn cứ B1, B2, B3 thời năm 1966-1969, về cá, rắn, rùa có rất nhiều. Mỗi lần cháy rừng, chủ yếu là rừng tạp và lau sậy, thì anh em bộ đội và cơ quan trong căn cứ theo những con kênh rạch, lòng ống, bưng, đìa, bắt được hàng trăm con các loại, chăn, rắn, rùa, lươn, trồn, mang về cơ quan, đơn vị. Bởi các loài này khi bị lửa và khói, chạy dồn xuống các khu vực trũng, có nước để sinh tồn. Đầu mùa nước nổi thì ở kênh sông nhỏ, do nước đồng cỏ chảy ra làm ô nhiễm các kênh rạch sông, nên cá đồng đủ loại nổi đầy mặt nước như trong lồng bè nuôi cá bị ô nhiễm hiện nay. Còn theo vàm kênh, mương, cặp sông Hậu, sông Tiền, cá linh, cá lúi, cá mè, cá hột mít tràn lên các mép cỏ có nước để đẻ trứng. Bộ đội, cơ quan và nhân dân vùng giải phóng tha hồ đánh bắt, chủ yếu bằng tay và vợt cầm tay, có nơi đến cả tấn, và chủ yếu là làm mắm, ủ nước mắm để ăn lâu dài trong căn cứ. Công trường huyện Tân Châu đem lựu đạn, thủ pháo và các loại nổ ra sông Bắc Nam thử nghiệm. Lần thử nghiệm nào cũng vớt được cả trăm ký cá. Chuyện bắt cá, rùa, rắn, lươn, phần lớn tôi đều tham gia. Có một việc khiến tôi nhớ mãi. Đêm ấy tôi ngủ với chị Năm Hương. Hàng đêm tôi đều ngủ với các chị. Đêm ngủ với chị này, đêm ngủ với chị khác. Chị nào dỗ ngọt là tôi ngủ. Bởi chỉ có một đứa bé nên các chị rất thương. Cũng có thể để đỡ nhớ các em của các chị ở quê. Có chị nói với tôi như thế. Chị em trải tấm ni lông trên nền đất của lán trại. Đêm nằm nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy vật gì cộm bên hông. Lúc đầu tôi tưởng là cây đèn pin, nhưng nó cứ phập phồng làm sao ấy. Tôi dùng tay nắn bóp thì thấy nó gồng lên. Biết là rắn hoặc chăn, tôi buông ra. Nằm im một lúc lại cảm nhận nó nằm sát hơn vào sườn mình. Không ổn rồi, tôi nhẹ nhàng nghiêng lăn sang chị Năm Hương. Tưởng tôi thức giấc, chị ôm tôi, khẽ nói và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Ngủ tiếp đi em, trời còn khuya lắm. Tôi thì thào vào tai chị. Con rắn nó đang nằm sát mồng bên em. Chị thì thào, nhẹ êm nghe em, chị em mình phải nhích sang vách để ra. Chị ôm tôi chặt và hai chị em lăn sang bên kia, thoát ra khỏi mồng, rồi gọi các anh chị khác lại tiếp. Con rắn hổ mang chúa khoảng 4 kg nằm cuộn tròn ở vách mùng, và cái đuôi của nó đã thò vào trong mùng được găng tay, hú hồn. Sau này các anh, các chú, các chị cứ mỗi lần gặp tôi đều nhắc nhiều kỷ niệm thời sống ở căn cứ kháng chiến, trong đó không thể thiếu câu chuyện này. Chị Năm Hương, tên cúng cơm là Sủi, quê Thường Phước, Hồng Ngự, Đồng Tháp, là vợ anh Tư Nghĩa, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, đoàn 9905, mặt trận 979 Campuchia. Gia đình anh chị sống ở Tân An, thị xã Tân Châu, và chị bệnh mất năm 2016. Hiện nay, tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với các chị, các anh. Các chú mất cả rồi, sống cùng tôi ở công trường Tân Châu, An Phú. Nơi đầu tiên tôi đi theo cách mạng vào chiến khu là tình cảm thiêng liêng, là kỷ niệm sâu sắc đầu đời kháng chiến. Cơ quan công trường bắt đầu có thương vong do pháo địch bắn trúng vị trí cơ quan. Người bị thương là chú Chín Minh, thủ phó công trường. Chú là người đánh bắt cá giỏi, hiền từ, dễ gần gũi và dễ cảm tình. Hôm ấy vào mùa nước nổi 1967, chú Chín Minh cùng hai anh nữa đi chở gạo về gần tới cơ quan. Khoảng 21 giờ thì pháo bắn vào cơ quan. Chú Chín và các anh nhảy xuống nước, nhưng do một tay chú còn nắm be xuồng nên mảnh pháo chém bể bàn tay trái của chú. Rất tiếc là tôi không hỏi quê chú ở đâu, mặc dù tôi và chú đã nhiều lần đi câu cá chung. Chú câu rê rất giỏi và toàn bắt được những con cá lóc, cá bông bố mẹ to, lớn từ khoảng 1 kg trở lên.
Rồi tôi vào đơn vị chiến đấu sau miền Nam giải phóng năm 1975. Nghe tin chú mất và tôi lại bận chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Đến nay không còn thông tin về chú Chín Minh. Sau Tết Mậu Thân 1968, công trường huyện Tân Châu, An Phú chuyển về Rồng Cô Hai Xuân. Sau khi công trường tỉnh, công binh xưởng 159 rút khỏi căn cứ B1, cơ quan bố trí dài theo gân rồng chạy từ Bắc xuống Nam. Đầu Bắc là bộ phận tổ nổ, kế tiếp là bộ phận tổ đúc và cuối rồng về phía Nam là tổ nguội. Nối liền tổ nguội là tổ bảo vệ. Tổ bảo vệ do anh Tiên phụ trách có 3 người, 2 nam 1 nữ, gồm anh Tiên tổ trưởng, anh Tám Hỏi bị thương hỏng một mắt và cụt một bàn tay trái, và vợ anh Tiên tôi không nhớ tên. Nhiệm vụ của tổ bảo vệ là bố trí vật cản nổ, lựu đạn gài, đạp lôi, rút lôi và vật cản không nổ, trông rào cành cây. Hàng ngày tuần tra cảnh giới phía Nam và Tây Nam căn cứ B1 từ hướng xã Phú Hữu. Vì sau Tết Mậu Thân, địch tổ chức phản công ta rất mạnh. Chỉ huy công trường huyện Tân Châu An Phú lúc bấy giờ có 4 người: ông Hai Chánh, chính trị viên bí thư chi bộ; bác 6D trưởng; chú Chín Minh phó; chú Ba Phương Tứ phó. Do được bổ sung y sĩ, y tá, kho nên đã có văn phòng của công trường, nhưng chỉ có ông Hai Chánh là ở với văn phòng, còn các chú chỉ huy còn lại ở theo các tổ để tiện lãnh đạo chỉ huy trong chuyên môn và xử lý kịp thời các tình huống chiến đấu. Văn phòng được bố trí ở trên cùng phía Bắc Rồng Cô Hai Xuân, Nam giáp tổ nổ, Bắc giáp nghĩa trang liệt sĩ và con đường mòn đi về phía Tây đến địa điểm bố trí xã đội Phú Hữu và Khánh An ở Rồng Tre và Rồng Duối. Tôi được điều động về văn phòng, nhiệm vụ gồm làm công vụ liên lạc, đi thư, đánh bắt cá, lươn, bảo đảm thực phẩm cho văn phòng, tham gia nuôi heo, tăng gia cải thiện 3-4 con heo thịt và một số việc khác khi cần. Văn phòng gồm có ông Hai Chánh, chị Ba Hương y sĩ, chị Út Nhanh đánh máy, anh Ba Lập, chú Bình giữ kho và tôi. Khu vực bố trí văn phòng trong từng lán trại đều đào các giao thông hào chính giữa, hai bên mép chiến hào kê các sạp ngủ, nối liền với nhau và thông ra hầm ẩn nấp. Các tổ khác cũng xây dựng tương tự để ẩn nấp kịp thời khi pháo máy bay địch đánh phá. Sau Tết Mậu Thân, căn cứ B1 bị địch đánh phá thường xuyên, quy mô lớn hơn, tần suất bom đạn ngày càng cao hơn. Có một vài hôm địch bắn pháo vào căn cứ, đồng thời xen kẽ là máy bay đầm già trinh sát phóng pháo vào các vị trí nghi ngờ có ta. Ngoài ra, địch tung rất nhiều toán biệt kích, thám báo và những tên gián điệp chỉ điểm vào căn cứ B1 ở tất cả các hướng. Một ngày tháng 5 năm 1968, đúng 12 giờ trưa, toàn bộ cơ quan công trường rung chuyển bởi đạn pháo 105, cối 106,7 từ hai trận địa pháo địch ở Đồng Kỳ, Bến Nước, Vĩnh Hòa bắn cấp tập vào. Tiếng nổ chát chúa dồn dập, lửa bốc khắp nơi, khói bụi mù mịt, mạnh ai nấy nhảy vào bất cứ nơi nào có thể ẩn nấp. Trận pháo kích bất ngờ của địch kéo dài khoảng 30 phút, cây cối gãy đổ khắp nơi, lán trại hầu hết sập, tốc mái. Ở tổ đúc, anh Ba Long tổ trưởng hy sinh gục ngay bàn uống nước do một quả pháo bắn trúng cây dưới che trên mái lán trại. Tổ nguội bị thương hai anh, rất may thương vong chỉ có thế. Riêng ở văn phòng thì mọi người đều nhảy kịp xuống giao thông hào. Ông Hai Chánh cứ chồm lên mép chiến hào, hai tay quơ quơ tìm vật gì đó. Tôi lao đến hét hỏi: "Ông Hai tìm cái soi hả?" "Không, tao mò tìm đôi guốc," ông trả lời. "Để con tìm cho," tôi nói gấp. Dứt lời, tôi nhào lên chân bộ vạt nằm ngủ của ông, chụp vội đôi guốc rồi bật vào chiến hào đưa cho ông. Sau trận pháo địch, tôi hỏi ông: "Đôi guốc có gì quan trọng đâu mà ông Hai liều mình thế, lỡ dính miệng thì sao?" "Nó là đôi guốc làm bằng cây dung nem, quý lắm," ông nói,
Rồi âu yếm nhìn tôi giải thích thêm. Ông quen đeo guốc rông rồi. Ông nói xong, tôi nhìn ông và chợt hiểu. Ông mặc đồ toàn là quần lá nem, đầu búi tóc, đi guốc rông, hàm răng mất nhiều cái. Tôi đoán ông trạc tuổi bà nội tôi, và tôi nhớ có lần bà nội tôi nói. Hồi xưa, người ta mặc bà ba đen quần lá nem, đi guốc rông, đàn ông đàn bà đều búi tóc. Bây giờ bày đặt đeo guốc cao gót, mặc áo hở cổ. Vậy mà chị mày học đòi. Chuyện đôi guốc rông của ông Hai Chánh đúng 6 năm sau lặp lại với tôi. Khi đại đội trinh sát đánh địch ở Láng Tượng, ống Bình Linh, Vĩnh Xương, tôi bị viên đạn bắn trúng mắt cá chân trái, đứt và tuột chiếc dép râu khỏi bàn chân, thì việc đầu tiên là tôi bò tìm chiếc dép râu. Đó là một vật rất quý hiếm lúc bấy giờ. Ông Hai Chánh người ốm, gầy, tóc bạc để dài và búi, về sau cắt bung bê ngắn. Ông rất nghiêm khắc nhưng lại rất thương người, quê xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu. Sau năm 1975, ông nghỉ hưu về quê sinh sống và mất ở đấy. Việc đánh bắt cá, lươn, cóc, ếch, chuột đối với tôi rất bình thường và thích thú, với đủ loại dụng cụ đánh bắt, câu cá, cần trông, dạng lưới kéo ngắn khoảng 3-4 mét, chúm, lợp, lò, xà di, chĩa. Thường tôi tiến hành một mình ở gần cơ quan. Vào mùa nước nổi hơi gặp khó khăn một chút vì phải đi bằng xuồng, mà tôi thì nhỏ nhẹ cân, nên khi có máy bay địch đến ở giữa đồng trống trải là tôi nhấn để giấu xuồng, không kịp máy bay nó phát hiện thì rất nguy hiểm. Vì vậy tôi nghĩ ra hai cách. Một là chặt cành cây và lau sậy, ngụy trang xuồng trước. Hai là nếu đồng trống không có cỏ cây thì tôi cho nước vào 1/3 xuồng là tôi dìm xuồng xuống nước luôn. Còn pháo bắn, tôi nhảy xuống, nắm be xuồng, ngụp xuống mặt nước. Khi pháo nổ xong mình ngoi lên. Việc này diễn ra thường xuyên cả mùa khô lẫn mùa nước nổi. Mùa khô tôi núp vào các hố đìa, gò mối, gốc cây. Dần rồi quen và cũng thấy bình thường. Công việc làm liên lạc thì thỉnh thoảng mới có, nhưng tôi rất sợ đi vào ban đêm, thư hỏa tốc. Không phải tôi sợ pháo, mà rất ớn lạnh với những bầy đom đóm dày đặc. Đặc biệt, những đốm lân tinh lóa sáng bất chợt theo những gốc cây mục và những đốm cháy của phốt pho trong các nghĩa trang liệt sĩ vào những đêm mưa. Tôi coi việc làm công vụ cho văn phòng và ông Hai Chánh là nghĩa vụ, bởi vì những người lớn làm những việc nặng nhọc và nguy hiểm hơn mình nhiều, nên mình giúp được việc gì thì ráng làm. Nhưng có một sự việc mà tôi nhớ mãi đến bây giờ, bởi vì nó liên quan đến quy luật của tuổi già. Một hôm làm thịt con gà, luộc rồi ông Hai bảo tôi: "Ông đi họp về trễ, nếu con chờ không được thì ăn cơm trước, chờ ông đói chết à? Con nên ăn phần thịt, còn để cho ông xương thôi." Bởi tôi và ông ăn riêng với văn phòng. Tôi dạ, nhưng khi ông đi rồi tôi lại nghĩ: ông già rồi, răng không còn mấy cái, làm sao mà ăn xương? Có lẽ ông Hai thương mình nên nói thế thôi. Tôi xé thịt gà, phần xương tôi để riêng, thịt tôi để riêng. Anh Bình xin phần xương để uống rượu, tôi cho liền và chừa phần thịt lại cho ông. Khi ông về lật mâm cơm ra, ông dày tôi vì việc để phần ông toàn là thịt mà không có xương gà. Tôi lại nghĩ, có lẽ tôi xé gà còn dính xương nhiều nên ông dày lẫy. Đến hôm khác, tôi đâm được mấy con chuột cống nhum, mỗi con cả ký trở lên, rất mập. Ông Hai lại bảo tôi đem hấp cơm xé phay ăn. Ông lại bận đi họp. Lần này tôi xé thịt khỏi xương chuột rất kỹ, rồi đem xương đổ cho heo, chỉ để lại phần thịt cho ông. Ông về dở mâm cơm ra. Ông gọi tôi đến ngay với gương mặt giận dữ. Ông gằn giọng nói: "Chú là gốc cây có lỗ tai, chứ không phải con trâu hoặc bò. Trâu bò người ta dí, thá, còn biết vòng bên trái bên phải." Ông thở hắt ra, nói tiếp:
Chỉ có gốc cây mới nghe mà không nhận ra trái phải. Tôi bảo để dành cho tôi xương, nghe không? Tôi lao ra khỏi nhà bếp, chạy vào nghĩa trang liệt sĩ, chui vào một gốc cây bình linh, ngồi khóc nức nở. Không hiểu nổi ông hai như thế nào. Mình thương ông thật lòng, sao ông mắng mình nặng thế? Buồn tủi, cô đơn ập vào tâm hồn đứa bé 11 tuổi. Tôi thiếp đi bên gốc bình linh và chợt tỉnh khi có tiếng gọi lớn tên mình của ông hai và nhiều người khác nữa. Ông hai ôm tôi vừa khóc vừa nói: "Ông hai xin lỗi con về cơ quan đi, ông sẽ nói nhiều với con." Cuối cùng tôi cũng hiểu sự thật là ông hai chỉ thích gặm xương các loại gà, chuột, chim, rắn. Nhưng tôi vẫn để trong lòng thắc mắc là tại sao ông hai nói riêng và những người lớn tuổi nói chung lại thích gặm xương. Mãi hơn 40 năm sau, thắc mắc đó mới được giải đáp thông qua bản thân tôi. Đó là từ năm 2008, khi đang là Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, lúc 51 tuổi, tôi cũng đôi ba lần dặn dò đồng chí công vụ về việc để phần thức ăn cho tôi chủ yếu là xương. Chị Ba Hương khi về công tác ở Tân Châu, An Phú, có bồng theo đứa con khoảng 5 tháng tuổi. Tôi chỉ biết ba của thằng bé đang làm quân y ở bộ đội. Tôi rất thương nó. Thằng bé tên Đạo. Hằng ngày khi chị Ba Hương nếu bận công việc là nhờ tôi trông nom hộ sau khi cho nó bú xong. Trong kháng chiến không có sữa bò bú nên chỉ cho nó uống dặm bằng nước cơm sôi pha đường rồi dùng muỗng đút. Lúc nó thức chơi là phải lấy khăn choàng tắm buộc vào chân nó và cột vào cây cột trại để nó trườn bò không lọt xuống chiến hào và dễ mở phòng khi có pháo hoặc máy bay bắn thì bế nó vào hầm cho nhanh. Một hôm chị Ba Hương đi công tác cả buổi sáng nên gửi thằng bé cho tôi. Sau khi cho nó bú xong và chuẩn bị cháo để nó ăn bữa trưa, chị dặn dò tôi: "Em trông cháu giùm chị, nếu chị về trễ thì em cho nó ăn cháo để nó đói tội nghiệp." "Chị yên chí, em làm quen rồi," tôi trả lời. Khoảng 10 giờ sáng, tôi chiên cá sặc bổi, thấy trứng cá vàng tươi rất ngon, liền nhớ tới thằng Đạm và nghĩ ngay rằng nó ăn trứng chắc bổ, còn mau lớn nữa. Rồi lấy trứng cá chiên dầm vô chén cháo đút cho thằng Đạm ăn. Chiều hôm ấy, chị Ba Hương hỏi tôi: "Ở nhà có cho thằng bé ăn gì thêm không?" Tôi nhanh nhậu: "Em lấy trứng cá bổi cho nó ăn." "Thôi chết rồi, sao em lại cho nó ăn trứng?" Chị hốt hoảng la lên: "Ăn trứng vừa bổ vừa mau lớn, sao chị lại kẹo với nó quá vậy?" Tôi lý sự: "Không phải chị kẹo với con, mà trẻ con ăn trứng nó sẽ bị ỉa chảy. Thằng Đạm đang ỉa chảy nè em." Chị là y sĩ nên tôi tin chị và xin lỗi chỉ vì thương thằng bé, và hứa sau này nếu có cho nó ăn gì tôi sẽ hỏi ý kiến chị. Đến bây giờ khi có dịp gặp nhau, chị cứ nhắc lại chuyện ấy. Những việc làm của tôi khi ở công trường Tân Châu, An Phú đại loại là như thế. Mặc dù địch đánh phá vào dòng cô Hai Xuân nhiều, nơi cơ quan công trường ở, nhưng vì mùa nước nổi nên công trường huyện không thể di chuyển đi nơi khác, đành ráng chịu đựng, chờ đến khi nước rút. Cuối năm 1968, đầu năm 1969, quân ta lại mở nhiều cuộc tấn công địch. Đồng thời, địch cũng điên cuồng đánh trả lại ta. Đặc biệt, chúng tập trung đánh phá quyết liệt vào các vùng căn cứ nơi ta xuất phát tấn công. Căn cứ B1 cũng bị đánh phá liên tục, và công trường huyện Tân Châu nói riêng và các cơ quan đơn vị khác trong căn cứ B1 buộc phải rời bỏ các rồng, di chuyển về mương nhỏ, mương lớn, mương ven là những vùng trũng, chủ yếu là cây rừng, cây lộc vừng, cùng lau sậy, bởi các rồng cao đều bị địch tập trung đánh phá. Công trường huyện bố trí ở vị trí mới cặp theo hai bờ mương nhỏ, dài khoảng 500 mét, làm lán trại phân tán nhỏ hơn và nằm dưới các gốc cây lộc vừng cùng cây sậy.
Cây sậy nằm cập ẩn bờ mương lâu năm, dày và cao, cao từ 3 đến 3 mét rưỡi, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Anh em nam phần lớn được động viên bổ sung cho bộ đội, còn lại cơ quan chủ yếu là các chị, các chú, bác, ông và những anh bị thương cụt chân. Quân số thu hẹp, việc sản xuất vũ khí càng gặp khó khăn hơn. Lúc này tôi làm rất nhiều việc. Về phục vụ, ngoài việc cải thiện tìm thức ăn, tôi phải tham gia đi tải gạo cho cơ quan. Tôi mang vác hoặc đội trong khoảng đường 10 km. Trong sản xuất vũ khí, tôi phải làm thêm việc là vào buổi chiều hàng ngày mang bao theo các vị trí đóng quân của bộ đội và các cơ quan, lượm các vỏ hộp cá mòi, đem về làm vỏ trái lựu đạn. Ta chỉ cần quấn dây sắt 6 ly làm mảnh và nhồi thuốc nổ vào, không phải hàn vỏ, vừa đỡ tốn kém vật tư, vừa đỡ mất thời gian. Lúc này cơ sở ta và dân ở vùng giải phóng mua được rất nhiều đồ hộp ở vùng địch kiểm soát, cấp cho bộ đội giải phóng. Nhưng một thời gian địch phát hiện, bởi thông thường khi làm vỏ lựu đạn bằng lon cá mòi phải cạo cho chóc hết nước sơn nguyên thủy, sơn màu nhà binh hoặc màu đen vào. Nhưng do cuộc chiến đấu yêu cầu cung cấp lựu đạn gấp, một số anh chị ở công trường không kịp hoặc bỏ qua làm công đoạn này. Khi bộ đội chiến đấu ném vào quân địch, lựu đạn không nổ và địch thu được. Thế là chúng siết chặt kiểm soát mặt hàng cá mòi và sau đó địch cho thuốc độc vào để bán cho ta. Từ đó ta không dám ăn cá mòi đóng hộp nữa, kể cả nhân dân vùng giải phóng. Tôi tham gia vào nhiệm vụ mới, đó là vận tải đạn từ căn cứ B1 xuống Rồng Găng và Rồng Trà Dên. Đó là hành lang của bộ đội ta, từ B1 thọc xuống Tân An, thị xã Tân Châu, rồi vượt qua kênh sang Tân An, lộ đá Phú Vĩnh, về vùng Phú Tân. Vì vậy, để bảo đảm cho những đợt tấn công, ta đã thiết lập ra hai căn cứ bàn đạp là Rồng Găng và Rồng Trà Dên. Nếu là lựu đạn tôi mang được 12 đến 15 quả, cối 60 tôi gánh được 8 quả, cối 82 tôi gánh 4 quả. Đạn AK K56 tôi mang được một thùng sắt khoảng 750 viên. Việc mang vác đội tôi làm rất khỏe. Có lẽ vì tôi thường làm quá sức từ lúc còn nhỏ, cùng nhiều lần bị thương ở tuổi 15 đến 20 mà tôi không cao lớn được. Từ căn cứ B1 đến Rồng Găng khoảng 4 km và đến Rồng Trà Dên khoảng 10 km. Nhưng thường thì các anh cho tôi vận tải đến Rồng Găng thôi vì đoạn đường ngắn và ít nguy hiểm. Qua những lần đi lượm lon cá mòi về làm vỏ lựu đạn, vác gạo và tải vũ khí đạn mà tôi được tiếp xúc với các anh bộ đội. Do các anh rủ rê nên tôi mới rời cơ quan công trường huyện Tân Châu, An Phú để vào bộ đội tỉnh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên các chương trình của WinWin Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.